À, thưa các bạn, mình ráp một đơn lên xe điện, xe đạp điện cho anh khách nhé. Đơn này trễ hàng cho anh con khách khá lâu. Cái 800W. 800W chắc xin lỗi anh quá. Không ổn rồi, ổn quá. Bi nó bị kêu. Mặc dù mình sàn bi qua rồi nhé. Sàn bi của hai cái qua rồi nhưng mà không có ổn. Thì mình ráp cái 600W. Cái này thì ổn hơn. Ok, cái này là nút đảo chiều nha. Mình chỉ cần bấm vào. Nó sẽ đảo chiều nha. Bấm vào. Đảo chiều. Thì bộ IC này mình đặt cũng khá là lâu. Không hiểu nó về rất là chậm luôn á, chậm hàng á. Cho nên là trễ hàng, trễ của anh khá là lâu. Ok. Bây giờ mình gói mình gửi chành xe luôn nha. Thì Tết. Trong video thì có thể thấy chậm nhưng ở ngoài thì tua rất là nhanh các bạn. Tua rất là nhanh. Tua tầm khoảng 1.500. Cái này nó bị xúc ra. Chứ mình gắn lại. Ở chiều. Có tiêu chuẩn 14. Cái 600W này cũng còn khá là tốt. Nó là 500 trắng. Mình vừa mở ra vệ sinh 500 trắng. Cho nên và cân chỉnh rồi nha. Anh về anh chỉ việc xài thôi.